Xin chân thành cảm ơn quý vị đang quay trở lại với bản tin tức tổng hợp của ngày cuối tuần do Thảo Yên trình bày. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức liên quan đến khoa học. Thưa quý vị, một cỗ quan tài tí hon trong nhiều thế kỷ qua từng bị lầm tưởng là chứa nội tạng của con người vừa được các nhà khoa học phát hiện bên trong đã chứa một xác ướp nhỏ tuổi nhất trên thế giới. Người đứng đầu bảo tàng Fitzwilliam Museum tại Anh Quốc là bà Julian Dawson cho biết rằng cỗ quan tài này dài chỉ 17 inches được tìm thấy vào năm 1907 tại dải Gaza. Qua xét nghiệm ban đầu thì nó có từ năm 644 đến 525 trước công nguyên. Do không có dấu hiệu gì khắc ở bên ngoài nên các nhà khảo cổ khi đó cho rằng đây là một chiếc hộp đựng nội tạng của những xác ướp khác. Mãi gần đây, sau khi sử dụng công nghệ CT scan, thì các chuyên gia mới nhìn thấy hình dáng của một thai nhi nằm ở bên trong. Bào thai được bọc vải với hai tay chắp lên ngực, được cho là mới chỉ có 16 hoặc 18 tuần lễ, và có thể chết do bị sinh non. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa thể xác minh giới tính của xác ướp là trai hay gái, và đây có thể là một trong những xác ướp nhỏ tuổi nhất từng được tìm thấy trên thế giới. Cuốn tự truyện đầy tranh cãi của trùm phát xít Hitler đã vừa trở thành cuốn sách bán chạy nhất tại Đức. Cuốn sách này mang tên là Mein Kampf, dịch ra tiếng Việt là Cuộc tranh đấu của tôi, từ năm 1945 đã bị cấm không được phát hành tại Đức bởi vì thể hiện tư tưởng phân biệt chủng tộc, kêu gọi người dân phải tiêu diệt hết những kẻ ngoại lai xâm nhập vào Đức. Cuốn sách này từng được tặng cho tất cả các cặp vợ chồng mới cưới dưới thời Đức Quốc xã. Thế nhưng phiên bản mới của cuốn sách dài 1948 trang có tiêu đề là Hitler, Mein Kampf, một ấn bản quan trọng, được Viện Lịch sử Hiện đại ở Munich xuất bản từ đầu năm 2016. Và ngạc nhiên thay là sau 35 tuần, cuốn sách này đã bán ra được hơn 75.000 bản, giữ vị trí cuốn sách bán chạy nhất tại quốc gia này trong nguyên năm 2016 vừa qua. Mặc dù là vẫn mang nội dung kích động và bài trừ người Do Thái, thế nhưng phiên bản mới này không bị cấm ở Đức và có thể được tìm thấy trên mạng, trong các hiệu sách cũ và thậm chí là trong các thư viện. Thưa quý vị, sản phẩm tẩy da chết nổi tiếng của châu Âu có tên là St. Yves Apricot Scrub hiện đang đối mặt với một vụ kiện 5 triệu Mỹ Kim khi mà bị cho là có thể làm tổn thương da mặt. Hai người đâm đơn kiện là cô Kelly Browning và Sarah Bezo. Hai cô này cho biết rằng thành phần chính ở trong kem tẩy da chết là hột của trái mơ nghìn nhỏ có thể gây tróc và chày da, hoàn toàn không phù hợp để sử dụng cho da mặt vốn rất nhạy cảm. Được biết là St. Yves Apricot Scrub vốn nổi tiếng nhờ có thành phần tự nhiên là trái apricot, có cả hột nghiền nhỏ là nguyên liệu tẩy da chết tự nhiên giúp cho da mềm mại và căng bóng. Thế nhưng đơn kiện của hai phụ nữ này thì cho rằng những hạt cứng và thô ráp như là cát thì rất hại cho da mặt, có thể gây ra những vết xước hoặc là làm nhăn da, dẫn đến lão hóa da. Họ cũng cho là công ty này đã quảng cáo nhiều chi tiết sai sự thật cho sản phẩm này. Tuy vậy, một số chuyên gia thì cho rằng da mặt của mỗi người thì mỗi khác, có thể bạn bị dị ứng với sản phẩm này, nhưng với người khác thì nó lại có hiệu quả. Unilever là công ty mẹ của St. Yves cho biết rằng họ sẽ không đưa ra bình luận gì khi mà tòa án vẫn chưa thụ lý đơn kiện. Và thưa quý vị, tiếp theo đây là những tin tức liên quan đến ngành giải trí. Cách đây 2 ngày thì hai nghệ sĩ da màu là Chris Brown và Soulja Boy vừa tuyên bố là họ sẽ tham gia một trận đấu quyền Anh để mà giải quyết các mâu thuẫn. Được biết là mọi việc bắt đầu khi mà Soulja Boy nhấn nút like và ủng hộ cho một bài đăng của Karu Chetrang ở trên mạng xã hội Instagram, mà Karu Chetrang đã từng là bạn gái cũ của Chris Brown. Sau đó, Soulja Boy và Chris Brown đã liên tục trao đổi những câu châm chọc thóa mạ lẫn nhau. Soulja Boy sau đó đã thách thức Chris Brown rằng anh cứ tưởng là mình ngon khi mà đánh phụ nữ, vậy anh có dám cùng tôi đấu một trận hay không? Ám chỉ là Chris Brown đã từng đánh nữ ca sĩ Rihanna bầm dập. Được biết là chính nhà vô địch quyền Anh Floyd Mayweather là người đề xướng việc này với Soulja Boy. Ngay lập tức thì nam ca sĩ Chris Brown đã chấp nhận thách thức và trận đấu sẽ có 3 vòng
và đã được hệ thống pay-per-view mua bản quyền và sẽ được phát sóng vào tháng 3 sắp đến đây. Vào phiên chợ đầu năm mới tại Nhật Bản hôm 5 tháng Giêng vừa qua, thì ông chủ của chuỗi cửa hàng Suzy Zanmai đã bỏ ra một số tiền là 632.000 Mỹ Kim để mua một con cá ngừ nặng 466 pounds. Con cá được đánh bắt ở ngoài khơi bờ biển Aomori thuộc miền Bắc của Nhật Bản. Điều này có nghĩa là một pound cá ngừ đáng giá hơn 1.356 Mỹ Kim. Người chủ của hệ thống nhà hàng này là ông Kiyoshi Kimura. Được biết là ông đã 6 năm liên tục đưa ra mức giá đấu thầu cao nhất, đánh bại các đối thủ trong mỗi phiên chợ đầu năm để mua một con cá ngừ. Ông Kiyoshi cũng lập kỷ lục là người trả mức giá cao nhất thế giới cho một con cá ngừ vào năm 2013 là 1.033.000 Mỹ Kim. Người Nhật tiêu thụ cá ngừ nhiều nhất trên thế giới và việc này đã khiến cho các nhà khoa học lên tiếng khuyến cáo là số lượng cá tại Thái Bình Dương nói chung đã giảm 97%, còn riêng cá ngừ thì đang trên đà bị tuyệt chủng sau nhiều thập niên bị săn lùng. Và bản tin cuối cùng trong phần tin tức ngày hôm nay cho biết là thời gian gần đây, website chính thức của Tòa Bạch Ốc đã liên tục đăng tải những đoạn video nhằm tri ân Tổng thống Barack Obama trước khi ông chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Donald Trump. Một video dài gần 6 phút được đăng tải trên website của Tòa Bạch Ốc cách đây vài ngày có tên là Những giây phút đáng nhớ trong 8 năm nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama, với thông điệp kèm theo là những gì Tổng thống Obama đạt được trong 8 năm qua, cùng với hình ảnh của rất nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới như là Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, vợ chồng Bill Gates, Kobe Bryant, John Legend và bà Aung San Suu Kyi, cùng với nhiều diễn viên nổi tiếng. Thế nên rất nhiều người bất ngờ khi mà thấy hình ảnh của nữ rapper Suboi của Việt Nam cũng xuất hiện trong đoạn video này. Nhiều người trẻ tại Việt Nam cho biết là họ thấy vô cùng vinh dự cũng như là tự hào khi mà một ca sĩ trẻ của Việt Nam được đặt kế bên những nhân vật nổi tiếng thế giới. Được biết đây là hình ảnh của một sự kiện vào tháng 5 năm 2016 vừa qua khi mà Suboi đã rap cho Tổng thống nghe một đoạn trong một buổi họp báo khi mà Tổng thống Obama đến thăm Việt Nam. Và qua đó thì đài CNN cũng đã ưu ái phong tặng cô, gọi Suboi là nữ hoàng rapper của Việt Nam. Our president say that climate change is the most important issue facing not only this generation but all future generations. It was inspiring. For me it was traveling with the president to schools in Boston. And the way he engaged the students was just one of those moments to see him connect like that, that I think you see throughout his presidency. My favorite President Obama moment was when he was elected president in 2008, because in 2008 was when I was born. I never cried before from election result. I don't know, just the magic of that moment, of that man who we'd all been on this journey with, take that stage with his family. I was sitting at home in my living room and I felt like I was a part of that crowd in that park. I didn't think I would live to see an African American emerge as president, but he did. Third grade, when we had this project to write a letter to the White House, it was really strange when he actually replied back because it was like, whoa, I'm a third grader and I can actually get a response from the president. I can actually make a difference. In the aftermath of the school shootings in Connecticut, I don't know how he did it. At one point, at the lectern, started to sing Amazing Grace, and the entire congregation stood up and did the same. And to me, it was just a powerful moment, and one that the nation needed, and one that he was able to provide. His battle towards the end to pardon a lot of convicted felons who have been given heavy sentences for small drug-related crimes. What I remember most about the visit was how excited everybody in my house was, and especially all the young people who were helping us. And I think the way they got so excited and so happy about it was something that I would always remember.
when the President of the United States lit the first ever diya in the White House as a symbol of the Hindu Festival of Lights. President Obama put sexual violence on the map as an issue. Survivors can now speak about their experiences without shame. It's been amazing to be a part of that movement. The moment that, you know, we got the Affordable Care Act passed, because I have relatives that, you know, can't afford health insurance. So it was really a great thing to know that something happened to them, they get cared for. The excitement we had when the Affordable Care Act became a law. My particular case, I have a pre-existing condition which was finally able to be cared for medically. When Obama came out and spoke for same-sex marriage. Him showing his support towards trans separately from LGBT, from sexuality, just like, go Obama. The most memorable Obama moment for me is when he said, eat your peas. Eat our peas. Which means just do it or get the most important things done first. The CVS experience with Michelle was pretty cool. And dancing with Barack at his birthday party. And he's a good dancer, you know, he should not get any flack for that. You're a good dancer. He's my role model, my idol, because I want to be president. When he wished Happy New Year to all the Iranian Americans and he said Eid Shom Mubarak live on CNN, perfectly. Yeah, I often do remember Jackie Robinson, everybody does. To me, he would be the Jackie Robinson of politics from my standpoint. He told everybody to clear out of the way. This is and great. Got the kid to pressurize the marshmallow gun and they launched it. Oh! So Obama out. Dropped the mic on him. The kiss, and when I saw that, it absolutely blew me away. Vâng, thưa quý vị, và đó là tất cả những bản tin trong phần tin tức tổng hợp cuối tuần mà Thảo Yên vừa gửi đến quý vị. Chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi mà quý vị đã dành cho chương trình. Hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.